Hangro Film xin trân trọng giới thiệu một xuất phẩm hay nhất năm 2014 với sự kết hợp cùng Ato Film Group mang tên Tân Người Trong Giang Hồ. Sao? Giờ mấy chú muốn gì? Ca sĩ Lâm Chấn Khang trong vai Hạo Nam. Ở đây không ai coi Cát Tỷ ra gì à? Nghệ sĩ Cát Phượng trong vai Cát Tỷ. Mày lúc nào không nói nhiều? Mày ra! Lê Nhân trong vai Má Mì. Mày không coi ra gì hả? Hả? Mày muốn chết hả? Đứa nào? Kiều Tuấn trong vai Hùng Ngọng. Mấy người có biết mẹ nuôi của tôi là ai không? Hả? Kim Trung Si trong vai Tina. Mày nhanh quá à. Anh nhẹ nhẹ giùm em. Huy Khánh râu râu trong vai Heo Rừng. Đây là lần đầu của em đó. Tao thấy mày hôn anh Nam đó. Mày em. Trường Quý Nhi trong vai Trần Trần. Đứa nào mà nhìn thẳng vào mặt tao đó là tao bắn xì sợ đó biết chưa. Anh Nam, em muốn theo anh. Nghệ sĩ Tấn Bo trong vai Cướp Hoàng Lương. Lòng ông nào mày chứ lòng. Mấy thằng đứng đó mày nhìn đâu trên trời á. Khay Đi Trần trong vai Dinh Khùng. Hai đứa mày không thể yêu nhau được. Tam Thanh trong vai Lão Đại. Mất dạy. Anh đừng hiếp em. Em bị lé thiệt à. Dũng Mi Nhon trong vai Bình Lé. Tất cả có trong Tân Người Trong Giang Hồ.